Mới đây chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly đã thông tin ca sĩ Hà Anh Tuấn, công ty Việt Vision cùng một số đối tác xin phép được giấu tên đã quyết định ủng hộ cho chương trình 3 tỷ đồng để chương trình có thể tiếp tục hoạt động nhân đạo này. Với số tiền này, Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly đã có thể đảm bảo cho những cuộc tìm kiếm không dừng lại ít nhất trong vòng nửa năm đến một năm tới. Nhà báo Thu Uyên đã gửi lời cảm ơn đến Hà Anh Tuấn, Việt Vision và chia sẻ: "Tôi rất xúc động khi ca sĩ Hà Anh Tuấn liên lạc với tôi ngay khi nghe tin từ báo chí và bày tỏ nguyện vọng tiếp thêm nguồn lực để Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly phải sống. Chúng ta không để các hồ sơ tìm kiếm bị tạm ngừng trong một năm trước mắt." Ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ cảm xúc với đại diện nhà sản xuất Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly rằng: "Tuấn là một người hâm mộ Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly từ số đầu tiên cách đây 13 năm. Đối với Tuấn, Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly không phải là show, mà là một câu chuyện văn hóa đại diện cho bản sắc hướng thiện của người Việt Nam. Tất cả những cuộc đoàn tụ mà đội ngũ những con người nhân ái của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly tạo nên trong suốt 134 số vừa qua là cái cách có hậu cho biết bao nhiêu số phận buồn của đồng bào mà phần lớn do chiến tranh gây ra. Vì thế, những xúc cảm được tạo ra từ chương trình không đơn thuần là sự rung động mà đã trở thành nguồn cảm hứng sống biết ơn, đóng góp và yêu nước. Cá nhân Tuấn và Việt Vision không đến với Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly với tư cách một nhà tài trợ hay một nhà đầu tư, mà đơn giản là một người muốn góp một ít sức cho cả một hành trình nhân văn. Đó là việc cần làm nên chúng tôi làm ngay khi mình có thể. Chúng tôi muốn hành động thiết thực, cụ thể của mình sẽ được truyền cảm hứng cho những thế hệ đồng trang lứa và trẻ hơn, tùy theo sức, tùy theo khả năng để có thể yểm trợ chương trình theo nhiều cách khác nhau. Cao hơn hết, Tuấn hy vọng tất cả những hồ sơ tìm kiếm dở dang sẽ được hoàn thành nhiệm vụ, xóa tan tất cả những chia ly đau buồn của đồng bào mình." Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly không đơn thuần là sự rung động mà đã trở thành nguồn cảm hứng sống biết ơn, đóng góp và yêu nước. Và Diệu Huyền tin chắc rằng không chỉ có ca sĩ Hà Anh Tuấn mà còn rất nhiều khán giả khác cũng suy nghĩ như thế. Mong rằng chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly sẽ tiếp tục phát triển chặng đường dài hơn nữa.